Các bạn thân mến, giáo dục di sản là nhiệm vụ cần thiết để xây dựng nền tảng văn hóa, kiến thức lịch sử cho thế hệ trẻ. Sự ra đời của các phương pháp giáo dục mới mẻ, đầy tính sáng tạo, mang đến sự khởi sắc cho lĩnh vực còn không ít khó khăn này. Nhiều chương trình học tập và trải nghiệm, quá trình bảo tồn, trùng tu các kiến trúc di sản đã thu hút sự tham gia của các bạn trẻ. Vậy thì họ đã suy nghĩ như thế nào về việc bảo vệ di sản của Huế? Ngay sau đây là một vài chia sẻ. Thanh niên trẻ hoặc là các sinh viên, các ngành liên quan hoặc là không liên quan thì cũng là có một phần dành cho chú trọng hoặc là để tâm hoặc là có thể là hiểu biết sơ lược về những như các cái yếu tố về bảo tồn và tôn tạo của kiến trúc kinh thành Huế. Bởi vì thì mình dù sao là cũng là ở trong một thành phố di sản nên là cũng nên là góp một phần nào đó trong quá trình mà bảo vệ và mà phát triển của di sản Huế. Là một sinh viên kiến trúc người chung và cũng là một người con của Huế nói riêng. Với những cái bạn sinh viên của những cái trường đại học khác thì có những cái hoài bão ước mơ xây dựng những cái công trình mới, những cái trung tâm mà có cái hơi hướng của thời đại. Nhưng mà riêng đối với mình thì mình cảm thấy cái công tác bảo tồn, phục dựng và cũng như trùng tu cái khuôn viên của di sản văn hóa Huế không quan trọng, vẫn có ý nghĩa với cái vùng đất mà mình yêu. Đây là những cái nét của ông cha ta để lại và là văn hóa của Việt Nam nên mình muốn gìn giữ nó. Bảo Linh đang có mặt tại Điện Phùng Tiên, Đại Nội Huế, nơi đang diễn ra chương trình bảo vệ di sản. Và bây giờ, mời khán giả của Nhịp Sống Trẻ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hoạt động trùng tu và công nghệ trang trí các công trình với vôi vữa màu và các bề mặt vẽ bích họa. Những năm gần đây, khái niệm giáo dục di sản đã trở nên quen thuộc với các bảo tàng, khu di tích. Nhiều nơi đã chú trọng công tác giáo dục, xây dựng những chương trình học tập, trải nghiệm phù hợp, sinh động và ý nghĩa cho các bạn trẻ. Mỗi chương trình đều có hướng tiếp cận mới, chú trọng khích lệ người trẻ chủ động khám phá, tìm hiểu thông tin, từ đó hiểu sâu các bài học về di sản một cách tự nhiên. Mình thấy là cái quan trọng nhất là bây giờ người trẻ yêu Huế và yêu những cái công trình kiến trúc của Huế hiện nay cũng đang trong quá trình phục dựng và trùng tu. Thì thông qua cái chương trình này thì cũng muốn là lan tỏa được nhiều hơn, các bạn trẻ tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, về văn hóa, về các cái di tích. Từ năm 2017, Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Trung tâm Di tích Cố đô Huế đã nỗ lực bảo tồn và trùng tu kiến trúc còn lại của khu điện Phùng Tiên ở kinh thành Huế. Ngôi điện và các công trình lễ nghi đã bị phá hủy hoàn toàn do chiến tranh. Các hoạt động trùng tu phải tôn trọng tính nguyên bản, sử dụng đúng các nguyên vật liệu. Không chỉ riêng giá trị thẩm mỹ, công trình phải đảm bảo được giá trị lịch sử của di tích trong quá trình phục dựng. Đó là những điều mà những người làm công việc bảo vệ di sản muốn người trẻ hiểu hơn về giá trị của các hoạt động trùng tu công trình di sản. Điều khó khăn nhất khi mà mình làm cái công trình phục dựng công trình cũ là mình phải bảo vệ và cố gắng giữ lại những gì mà còn nguyên gốc nhất. Vì ngày xưa người ta làm bằng vôi vừa cho nên là nó dễ rạ và dễ vỡ. Thì khi mình bảo tồn trùng tu một công trình hoa văn hóa tiệc, mình dựa trên cái nguyên bản gốc đó để mình làm lại những cái hoa văn hóa từ những cái con giống như con rồng, con phượng, vừa trả lại cái mặt thẩm mỹ, vừa tái tạo lại những cái gì mà ngày xưa người ta đã làm. Các chương trình như thế này á, thì đem lại cho mình thứ nhất á, đó là các kiến thức, thứ hai đó là các trải nghiệm. Thông qua các hoạt động như thế này á, thì mình sẽ nhận biết được là bảo tồn sẽ như thế nào, các hoạt động sẽ diễn ra ra sao, và khi đó là mình có thể hiểu biết hơn. Từ đó cũng là việc nhận như phát huy mà quá trình mà bảo tồn các di sản ở Huế. Chương trình bảo vệ di sản với hoạt động hấp dẫn thu hút sự tìm tòi về di sản của các bạn trẻ. Chuyên gia giới thiệu về quá trình hoạt động trùng tu tại công trình. Trình chiếu về công trình bảo tồn, trùng tu và đào tạo thông qua hình ảnh tư liệu và các cẩm nang. Cách chạm vào quá khứ như thế giúp những bài học về công trình di sản trở nên mềm mại, dễ hiểu hơn. Ông cha mình đã tận dụng những cái có sẵn xung quanh
sử dụng vật liệu địa phương, thì mình thấy là nó rất là hiệu quả. Bởi vì ngay cả bây giờ nó vẫn còn có cái công dụng kết dính và nó cái hiệu quả của nó vẫn rất là tuyệt vời. Mình thật sự trân trọng cái quá trình mà ông cha mình đã lao động. Mình nghĩ là mình cần phải hiểu về nó để mà làm cho nó tốt hơn, kế thừa cái việc đó. Đặc biệt trong chương trình lần này, các bạn trẻ tham gia được tự mình thực hành các tấm mẫu bằng các loài vừa vôi khác nhau, tìm hiểu về kỹ thuật fresco trên các bề mặt của công trình. Đây là cơ hội để người trẻ tiếp cận gần hơn với các kỹ thuật xây dựng của thế hệ đi trước, kích thích sự tìm tòi, gìn giữ các giá trị truyền thống. I hope I can give them something of the love. Điều quan trọng nhất mà tôi mong muốn từ chương trình giáo dục di sản này đó là phát hiện tình yêu của các bạn trẻ đối với các công trình di sản. Bởi vì công trình này nó đã hiện hữu ở đây, nhiều bạn chỉ nhìn thông qua hình ảnh và không có cảm nhận sâu sắc về giá trị lịch sử cũng như giá trị về mặt nghệ thuật. Vì vậy chúng tôi thiết kế chương trình giáo dục di sản cho nhiều lứa tuổi khác nhau, từ đó phát triển hiểu biết sâu sắc về di sản. Trong tương lai, họ chính là những người bảo vệ các công trình di sản này. Bên cạnh công tác nghiên cứu, bảo tồn các công trình di sản, dự án luôn chú trọng đến công tác đào tạo, tuyên truyền nhằm phát huy giá trị di sản, đưa di sản đến gần hơn với các bạn trẻ, hướng đến mục tiêu giữ gìn di sản cho các thế hệ sau này. Chương trình học tập tại các khu di tích đã tạo điều kiện cho người trẻ tiếp cận và có những trải nghiệm thực tế, từ đó góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và trân trọng các giá trị truyền thống.